sám hối khi tâm khấn nguyện. Đệ tử khấn nguyện, khấn nguyện Đức Phật Thích Ca, khấn nguyện chư Phật chứng minh cho tấm lòng con sám hối. Từ hôm nay cho đến ngày mai và mai mai cho đến đời sau, không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ con tạo lỗi lầm. Nam mô Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bà. Dạ. Bà quỳ xuống đây với tôi. Tôi với bà xin Phật trời chứng giám. Chúng con cúi đầu vâng lại xin Phật trời chứng minh. Nhà thì ngập lụt trên thời dốt mưa, sang chảo chiều rau sống tạm qua ngày, bữa đói bữa no cũng không yên lòng. Con hiếu thằng tài không được ăn học, đứa thì bắt ốc đứa tìm hay rau. Chúng con khấn lại thổ thần thổ địa, hãy thương xót ban phước lành cho chúng con. Trên có hoàng thiên, dưới có hậu thổ phù hộ chúng con làm ăn giàu có, thoát cảnh cơ hàn. Con xin hứa với tấm lòng thành, nếu sau này giàu sang, chúng con sẽ thi ân bố đức giúp đỡ những người nghèo khổ. Bà khấn vái vậy cũng phải đó. Nếu sau này làm việc phước thiện, tích đức để cho con cháu chúng ta tận hưởng. Đời tôi với bà nghèo quá, biết đâu sau này chúng nó làm quan rồi nó sống đời vương giả. Thôi ông ráng đào đi, tôi ôm đất đắp nền nhà chống lũ, ở đây ngồi chờ con hiếu thằng tài về tiếp tay thì trưa mất. Bà ơi, đây là đất thịt, sao tôi đụng phải vật gì vậy bà? Chắc ông đào trúng cây mục hay gạch đá gì đó chứ. Nếu đào không được, ông đào chỗ khác đi. Khoan. Sao? Để tôi ráng tôi đào tiếp xem cái vật gì. Bà. Gì vậy ông? Có cái hũ nè bà. Hả? Vậy ông đào lên coi. Bà coi nè, cái hũ này có vẻ là xưa lắm nghe bà. Không biết bên trong nó đựng cái gì nè. Ông đưa đây, để tôi đổ ra tôi coi. Bà. Ý! Gì? Ông ơi! Hả? Hình như là vàng lẫn lộn trong đất nè ông ơi. Bà nói sao? Gì mà có cái chuyện gì mà vàng mà lẫn lộn trong đất? Đưa đây.
Giang. Giang. Giang thật rồi bà ơi. Ông ơi. Trời ơi, trời Phật thương con. Đội ơn trời Phật. Con giàu rồi, con giàu to rồi. Để coi một lượng nè, lượng sáu, hai lượng tư. Ủa, có nào đó không bay? Tửng à, Tửng kế bên nè. Trời đất ơi, mày đứng kế bên sao mày không nói cho tao biết? Dạ ông chủ gọi con. Trời đất ơi, tao dặn mày biết bao nhiêu lần rồi Tửng. Tao nói mày là nói chuyện nhỏ nhỏ lại thâu đứng sát bên vậy đó. Mày làm như tao tuốt ở bên kia xong vậy đó. Nói nhỏ lại con. Ừ, được không? Ông chủ dạy việc gì hả? Trời ơi, mới nói cái làm cái hết hồn mà. Quen rồi. Rồi, dạy thì tao không có dám dạy. Thì tao hỏi mày thôi được không? Vụ lúa thu gom hết chưa? Dạ, ghe mình á, nhỏ quá, chở 5 tấn á, là khẩm rồi. Trời ơi, vậy mày mua con nhiều đó thôi hay sao? Đâu có, mua nhiều lắm. Ông chủ dặn chỗ nào á, có lúa bán là mua hết về cho ông. Đừng để cho người khác họ mua. À, vậy biết khôn mà con. Vậy mày mua được nhiêu? Dạ, con tính trước tính sau. Con mua gạo một thiên. Còn lúa mày có mua không? Con mua được hai thiên. Tao dặn mày mua hết cho tao. Sao giờ này mày mua có mấy nhiêu thôi? Tại vì ông đưa tiền ít quá. Rồi, để tao đưa thêm tiền. Tại sao mày không nói? Mày hãy đi liền. Vì bây giờ lúa gạo leo thang, mua càng nhiều tao được lợi to. Nếu không thì tao đây lỡ dịp để bạn hàng mua giá cao hơn. Còn chậm trễ tao bán không lời. Ai bán nữa mày hãy mua thêm. Nói nghe ông chủ. Sao? Ông á hả? Ông phải thưởng cho con mới được á nha. Sao thưởng mày nói coi. Các lái buôn á, mua một tấn có lạng sáu à. Còn con chơi trội hơn. Con quất một cái hai lạng sáu. Trời ơi. Sao ông chủ đánh con? Trời ơi, đồ cái thứ ăn ruột cùng chó. Ủa, ông chủ. Ruột cùng chó là nó nằm ở chỗ nào ông chủ? Trời, mày hỏi đố lại tao hả? Tao phan chứ quốc, đừng có bạn mặt mày nghe mày. Trời đất ơi là ngu. Người ta mua một lạng sáu, mày mua cao lắm là một lạng tám thôi. Đằng này mày mua hai lạng sáu. Trời ơi, vậy là tôi mất một lạng. Ngu ơi là ngu. Dạ, đâu có ngu. Chỉ bị người ta chơi thôi. Sao bị chơi? Ông nghĩ coi, mùa này thất bát, dân thì làm eo làm sách không chịu bán lúa. Còn nói đến khô cũng họng luôn mới chịu bán. Đi hết làng này tới làng khác hả, mua được 3 tấn là phước đức ông bà để lại rồi đó. Nhưng mà tao muốn biết ai dám chơi mày. Con trả giá dành với tụi lái. Tụi nó mua 1 phần, con mua 2 phần. Tụi nó mua 2 phần, con mua 4 phần. Cứ vậy hả, lên tới 2 lạng 6 thì... Trời đất ơi, vậy là mày mua gấp đôi rồi đồ ngu. Ha, con ngu mà sao con không biết chứ. Mà nghĩ lại á, mắc cười không? Con trả đến 2 lạng 6 thì tụi nó nói... Nó nói sao? Thôi mày mua đi, tụi tao chia mồi cho mày, mày mua giá cao chơi. Vậy là mày bị tụi nó chơi rồi. Sao lại mua? Dạ con bị chơi chắc, biết mình bị lừa. Nếu không mua sớm còn phải đi về. Nếu mà không mua nó đập biết tay cho bỏ mạng luôn. Con này quá sợ nên đành phải chịu, bỏ tiền ra mua cho nó êm xuôi.
coi vậy cũng còn chút khôn. Tao lỡ rồi, mua mắt tao bán giá cao, tao đâu có lỗ. Thôi đi chợ lúa gạo đi. Dạ con đi. Úi chà, thấy chưa, tầm hơ tầm hết không, đi vậy cũng dấp té. Ông à, ông có nhớ con Hiếu nó bỏ đi tu được mấy năm rồi không ông? Sao tôi nhớ nổi, tôi nhớ tiền thôi à. Tối ngày lo buôn bán không kịp đặt lưng xuống ngựa nữa, nhà không có ai, mướn con đứa làm không hết việc, vậy mà nó ăn như trâu vậy, mướn hai đứa chắc sập tiệm à. Vậy thì ông đừng có than mệt. Bà nhắc chi cái đồ bất hiếu đó, nó muốn đi tu để thành Phật. Phật đâu không thấy, chỉ thấy thân xác nó càng ngày càng teo, nhà mình buôn bán làm ăn không kịp khở tay, còn nó bỏ vào chùa nó ăn bám ba tánh à. Ông nói vậy không phải. Sao không phải? Mỗi người có lý tưởng riêng, nhưng nó đi tu tôi cũng đau lòng lắm. Ở nhà cao lương mỹ vị đủ thứ bổ dưỡng, vậy mà nó vô chùa ăn tương chao rau muối. Vậy mới ngu cơ. Nghĩ sao mà con tôi nó ngu quá vậy kìa. Hồi nào nghèo đói đành cam chịu, nay giàu sang không hưởng, tiền bạc ăn suốt ba đời cũng chưa có hết, vậy mà Nam Mô A Di Đà Phật. Tiền bạc giàu sang là sợi dây ràng buộc con người, muốn làm giàu phải làm điều thức đức. Mày hãy đi mau đừng chết mặt về đây, tao không nuôi cái thứ như mày. Mày dám nói tao là thất đức, nuôi mày lớn để mày mắng chửi mẹ già, cái đồ con quỷ con ma. Việc buôn bán cần phải biết thời cơ, có như vậy tao mới được như ngày nay. Mua một cách mang ra một đồng, muốn làm giàu thì phải chém thẳng tay. Tao cũng mừng thấy mày vào chùa học được mấy câu về chửi cha mẹ. Mày đi tu không một đồng xu dính túi, khổ hạnh để hại xác thân, chứ có thành Phật thành tiên gì đâu hả con? Ba má ơi, nếu kiếp này ba má làm những điều vô tâm trái kiếp sau phải chịu quả bao luân hồi. Để hậu quả cho các con và sư nguyện rủa của người đời, tu là tự mình giác ngộ, tự mình giải thoát cõi nhân sinh. Tu không chỉ thành Phật thành tiên, mà trước mắt thành con người không dương khổ, lòng không còn si mê ngạo mạn, thì chính ta là Phật. Không cần con giải đời. Tao có thiên đường của tao, mày có lý tưởng của mày, miễn là đừng có vác cái mặt về đây báo cha báo mẹ. A Di Đà Phật, con tu là để báo đền công ơn ba má. Tiền tài vật chất là của tạm, con khuyên ba má hãy bố thí thi ân để hưởng phước được dài lâu. Ba má càng ăn sung mặc sướng thì con càng khổ hạnh, gieo hạt lành sẽ hưởng được trái ngon. Khi mê đồng tiền trở thành tội lỗi, khi ngộ rồi mới biết trong tiền có tâm. Giờ ba má xem nặng đau,
và ba má cũng sẽ chết vì tiền. Con khuyên ba má nên làm việc thiện, đổ cho mình và đổ cả chúng sanh, để ba má bớt phần nghiệp chướng. Đừng vô tình ba má đeo mang. Bà nghe nó nói không? Đi tu về thuyết pháp cho cha mẹ nghe. Đi, mày đi đi, đi mà giảng đạo cho những người đói khổ nghe. Tao với má mày không có thiếu gì hết, vậy là thành Phật rồi con ơi. Không, ba má vẫn thiếu nợ. Thì tao cho người ta vay, đói thì tao bán gạo cho họ sống qua ngày. Cả huyện này con mình tao bán à, thấy không? Đó là tao đã làm phước rồi. Sao mày còn nói là tao thiếu? Tao thiếu cái gì nè? Thiếu một trái tim nhân đạo. Tao không có tim chết sao mày? Mày coi nè, nó đập bình thường, máu vẫn chạy đều, mày thấy không? Không đâu ba. Rồi đây tim ba sẽ tắc nghẽn vì sự đau khổ tột cùng. Dòng máu tươi không còn lưu thông nữa. Lúc đó ba mới thấy cảnh giới nào là niết bàn, cảnh giới nào là địa ngục. Con tu là tìm cho mình cảnh an vui tự tại. Con xin tạm biệt. Bỏ cha mẹ mà đi tu, không thấy mình là con bất hiếu, còn về đây nói chuyện sóc ốc hả? Ráng tu thành Phật đi con, kẻo trễ à. Ông già, cho tôi 50 lạng coi. Vào buồng nằm ngủ đi con, con sai quá rồi đó nghe. Dạ không cho đâu. Mày ăn nhậu say xỉn về xin tiền kiểu đó hả mày? Bà, con nó sai nó biết gì bà hành hạ nó. Tôi đâu có sai. Giờ xin tiền không cho tôi đi nhậu thiếu nữa à. Nhậu thiếu có làm sao đâu. Ai cho mày thiếu? Bà làm ơi, người ta còn năn nỉ cho tôi nhậu thiếu nữa. Cả huyện này ai không biết tôi là con của nhà bá hộ. Giàu có nhất huyện, thiếu bao nhiêu tiền họ cũng cho. Trời ơi, tôi thiếu bao nhiêu tiền họ không có sợ mất đâu á. Bây giờ cho không? Trời ơi, con ơi con. Con xin số tiền lớn làm gì? Hả? Trời ơi, trả nợ cho Thanh Lâu chứ làm gì. Cha cho ít quá, trả không có đủ. Cha giàu mà để con thiếu nợ coi sao được, phải không cha? Thôi. Nhưng mà nhiều quá con. Trời ơi, không có cho xu nào hết á. Để chủ nợ lôi đầu nó. Mày với con Hiếu là đồ bất hiếu, nghịch tử, báo cha hại mẹ mà. Nè, tôi không phải là nghịch tử à nha. Tôi có hiếu lắm á, tại bà không thấy đó thôi. Trời, mày hiếu gì? Hiếu chỗ nào mày nói tao nghe coi. Bây giờ tôi hỏi nè, cha mẹ làm ra tiền để cho ai? Thì để cho con cái có vốn liếng làm ăn. Vậy là để cho tôi, tức là tiền của tôi. Bây giờ tôi tiêu xài bà lại cho là tôi bất hiếu. Bà giành lại chết tôi mang nó theo được không? Trời ơi là trời. Trời ơi, nó trù tôi chết nè trời. Mày trời ơi. Bà làm cái gì vậy? Hả? Cũng tại ông. Tại ông quá nuông chiều nên bây giờ nó hư đó. Coi cha mẹ như cỏ rác vậy à. Bà nói chứ tôi không có nói à nha. Dù sao bà cũng là mẹ tôi. Bà đừng có xúi tôi bất hiếu đó. Đó, ông nghe nó nói không? Trời ơi, thôi im hết đi. Chừng nào con hết sai ba đưa tiền cho con. Mày có biết cái số vàng dành dụm đó là do nước mắt mồ hôi của tao. Đó là công sức của cha mẹ, xài cho đúng chỗ đúng nơi.
đầu sáng xỉn chiều say. Trời đất ơi, bà đừng nói quan cho tôi, bà không đáng làm mẹ. Trời đất ơi, ngày có hai lần sai mà bà bảo là sáng xỉn chiều say. Nhưng có lấy tiền thì lấy một ít thôi, xin có 50 lạng à thì có thấm vào đâu. Tại sao cha còn trả giá với tôi, trong khi mỗi ngày cha thu vô hàng 100 lạng. Tôi chỉ lấy cái lẻ mà thôi, vậy cũng tính toán với tôi là sao? Sao hả? Im! Cái đồ con trời đánh, mày nói nhỏ một chút, không sợ quan huyện nghe được đóng thuế cao tao lỗ sao mày? Sợ gì chứ, tôi với con quan là bạn chí thân, nhờ nó mà tôi biết uống rượu nè, cờ bạc nè, hút sách nè. Ý mà không hút chứ không có sách đồ của người ta à. À, còn chiêu này nữa là mới phơi đó cha. Gì mà phơi con? Là cái đó, cái đó. Trời, bỏ hết đi con. Ai mà xa vào mấy thứ đó là đều tán gia bại sản hết con à. Nghe lời cha con, con buôn bán, con làm ăn, rồi sau này có danh có phận, rồi con muốn cái gì cũng được hết á. Bộ cha không nghe người ta nói hả? Người ta nói là nam vô tửu như kỳ vô phong. Đàn ông á, không uống rượu thì bạn bè nhạo báng là con gái, còn hút á, mà có gái kế bên á, mới là thượng sách, là bốn thứ ăn chơi. Tôi chỉ thiếu có một rồi cha. Vậy mày hưởng thụ luôn đi cho đủ. Cha mẹ làm ra tiền lo cưới vợ cho con, mày xài kiểu đó còn đâu để lo tương lai chứ. Bà đừng lo, ở Thanh Lâu có mấy đứa mê tôi dữ lắm á. Tụi nó lo cho tôi từng miếng ăn nè, lý rượu nè. Nó còn trời ơi, nó sướng, trời ơi sướng gì bằng. Im! Tao cấm mày đến đó nha. Con ơi con, con không biết ở những cái chỗ đó là những cái chỗ làm tiền hay sao con. Có tiền thì họ coi trọng, không tiền thì họ xem như là cỏ rác à. Biết sao không biết, nhưng tại cặp giò của tôi nó kéo thân xác của tôi đi theo. Trời, chỗ đó vui lắm. Hôm nào rảnh tôi dẫn cha đến đó. Trời ơi, hết sảy cha ơi. Thôi, mày hư rồi còn rủ ổng hư nữa hả? Trời ơi, con đừng có suối bậy. Cha già rồi tới đó làm gì con? Già đâu già, đến đó các ả kêu cha bằng anh ngọt sớt hả, cha đừng có ngại. Con nghĩ mà tuổi thân quá cha. Nên con trai cưng của cha, sao khóc hả? Không khóc sao được, tôi xấu trai nè, một chữ cũng không có biết nè, tiền cũng thua thằng Lộc con của quan huyện nữa nè. Sao mà mình sánh bằng họ được con? Làm quan huyện là vua một vùng, muốn gì mà chẳng được con. Nó xài tiền như nước nhưng vẫn còn thua tôi, nên nó tôn tôi lên làm đại ca. Mỗi lần đại ca đến, các em chiều chuộng nè, ả nào đút tôi ăn tôi cho 5 hào, ả nào hôn tôi cho 10 hào. Thế là các ả cứ luôn đút tới tấp, tôi sạch túi, còn phải thiếu nợ lại nữa cha. Vậy là chết cha rồi con ơi. Mày ăn xài kiểu đó tao tán gia bại sản rồi con ơi. Dễ vậy, xài hết đời tôi cũng không có hết tiền của cha nữa. Sao cha lo xa quá à cha? Đó, ông nghe chưa? Cho tiền nó nữa đi. Tôi bỏ nhà này để cha con ông ở. Tôi nói là tôi làm. Bà bớt giận đi, để từ từ tôi khuyên nó. Ông cưng chiều con kiểu đó, có ngày mang quả, ở đây thêm chướng mắt à. Bà, cha có biết không, hồi trưa này
Tôi đến thanh lâu, vừa bước đến cửa tôi thấy rõ ràng thằng Lộc hả, nó dám ôm con bồ của tôi, nên tôi tức giận đập chai rượu lên đầu. Trời đất ơi, tưởng chừng nó bể cái đầu, ai ngờ lại bể cái chai, nó nằm một đống, xem tôi chẳng có ra gì. Con đập kiểu đó chắc là nó chết, quan huyện hay được sẽ không tha. Con đem tai họa đến mẹ cha, rồi đây con phải bước chân vô tù. Trời đất ơi, nó mập như con trâu vậy, thấm tháp gì nó đâu. Cha nghĩ coi có tức không? Sao tức? Nó dám khi dễ tôi, nó nằm hoài đó. Tôi đá mấy cái nó không thèm đếm xỉa tới tôi. Trời đất ơi, mày đá người ta nữa. Rồi sao? Rồi tôi tức quá, tôi bỏ về đây nè. Thằng nào là thằng Tài? Dạ, dạ, nó là con của Thảo Dân à. Bay đâu? Trói nó lại đem về quyền đường xử án. Dạ, tôi có tội gì đâu mà sao mà bắt tôi? Cha ơi, tôi bị quan, cha cứu tôi với cha. Dạ, bẩm quan, dạ con của Thảo Dân nó có tội gì làm phật lòng đại quan vậy? Nó giết con ta. Dạ. Nó đập chết con ta. Bay đâu? Dẫn đi. Cha sẽ cứu con. Giải phạm nhân vào. Phát Tài. Dạ. Mi biết tội mi chưa? Dạ, con vì nóng giận không kịp nghĩ suy, lỡ tay với bạn, xin quan huyện thương tình. Dạ, đại nhân là quan phụ mẫu, con Thảo Dân làm Thảo Dân xin gánh tội. Nó còn khờ dại lắm đại nhân ơi. Im. Trời, dạ im. Mày nói sao? Ai là bạn của mày? Mày giết con tao thì phải đền mạng. Trời ơi. Con ơi là con ơi, con chết rồi, mẹ sống dài đây. Ông quan huyện, ông không được mềm lòng, hãy trị tội đích đáng, để làm gương cho kẻ khác. Ông phải giết nó. Nơi đây là công đường, bà đừng làm tôi khó xử chứ. Trời ơi, nó phải chết, nó phải chết để tế vong hồn con của bà. Bà ơi.
bà hãy nén đau thương chờ tôi xét xử. Một quan quyền như tôi đâu thể phán quyết sai lầm. Tất cả im lặng. Tụi nó làm loạn công đường, bắt hết chúng nó, bắt khoan. Hết khoan. Mọi người có gì uất ức cứ trình bày. Dạ quan, quan cho thảo dân lắm quan huyện ơi. Sao kêu quan? Dạ, con gái của thảo dân bị con của quan huyện làm nhục cưỡng bức, nó căng lưỡi nó quyên sinh. Là dân đen chúng tôi chỉ biết ngậm miệng kêu trời. Nè, nói phải có nhân chứng. Tụi bay là tòng phạm, bài mới giết chết con bà đi mà. Tôi là nhân chứng, chuyện này chính tôi thấy tận mắt. Hắn cưỡng hiếp con lão ba, vì thế hắn đến thanh lâu ức hiếp ca kỹ, ăn nhậu không trả tiền, còn đập phá bàn ghế nhiều lần. Có thật như vậy sao? Sao các ngươi không đến kêu quan? Chúng tôi là người làm ăn chân chính, bán nụ cười chứ không bán xác thân, không dám đụng chạm với quan trên, đành làm ngớ xong chuyện. Dạ dạ đúng như vậy, đúng như vậy. Im im. Dù không, tụi bay dù không kẻ đã chết, tụi bay là đồng lõa với nhau. Quan quyền, tụi nó dám làm loạn công đường, nhốt nhốt hết chúng nó. Không không, lòng dân có sao nói vậy? Ta làm quan huyện sao họ lại không binh vực cho ta? Thằng nghịch tử ỷ vào thân thế mẹ cha nên mặc tình ăn chơi phá phách. Ta làm quan ôi thật là xấu hổ, có con đi sai đường bội mình đáng. Dạ xin quan huyện giảm án cho phạm nhân. Dạ con xin quan huyện rộng lòng tha thứ, con đội ơn quan huyện. Trời ơi, trời ơi, không có đè nó đâu. Chuyện nhà ông lại làm ngơ là lẽ sao? Tôi khuyên bà bớt cơn phẫn nộ, tất cả bậc cha mẹ đều có lỗi, lại trách ai đây? Xin con quá nuông chiều không dạy dỗ, sẽ làm thảm họa cho xã hội mai sau. Gia đình, lôi đầu nó ra ngoài chim, chim mau lên. Khoan, lui ra tất cả. Phát tài, mày biết tội của mi chưa?
Dạ, con nhận tội. Biết nhận tội là điều tốt. Ta thà đau khổ chứ không để thêm một gia đình phải khổ đau. Ông, ta tha tội chết nhưng tội sống chẳng dung. Đài bị ra quan ải 10 năm lao công để chuộc lại lỗi lầm. Lại quan phụ mẫu, lại quan phụ mẫu. Truyền tịch thu hết gia sản, lấy tiền để giúp đỡ cho dân nghèo. Đội ơn quan quyền. Bãi công đường. Ông Quyền, ông Quyền, đừng lại, đừng lại. Từ như vậy tôi không đồng ý. Tôi, ông đừng lại. Bà đừng có buồn, đừng có khóc nữa. Trong lúc này có một chỗ che nắng che mưa như cái chòi phía sau chùa cho vợ chồng mình cũng là may mắn lắm rồi. Nếu không nhờ con hiếu xin với sư cô cho ở tạm nơi đây thì không biết tôi và ông phải ở đâu khi đã bị tịch biên tài sản. Giờ nói lại lúc trước mình mắng nhiếc con, nói nó là đồ con bất hiếu, bỏ cha mẹ đi tu. Giờ nghe tiếng chuông chùa mà lương tâm tôi cắn rứt. Bà ơi, gia sản chúng ta duy nhất chỉ còn lại cái cân này. Lúc đương thời cũng nhờ nó mà ta được làm giàu. Từ một ông bá hổ giàu nhất nguyện, giờ thành kẻ trắng tay. Cuộc đời này như giấc chiêm bao, khi tỉnh lại mới thấy là giả tạm. Chúng ta làm giàu bằng đồng tiền dấu bẩn, nên bể trời hành hạ giờ ăn năn cũng đã muộn màng. Đó chỉ là một phần tội lỗi. Nếu chúng ta biết giữ đúng lời hứa với thổ địa thổ thần thì giờ này lương tâm đâu có bị cắn rứt. Mày đã giúp tao làm nên cơ nghiệp. Cũng chính mày gây ra tội lỗi. Trời ơi, tại sao thủy ngân màu trắng bạc giờ lại thành màu đỏ? Máu của lương dân làm cản cân trong ruột để đổ thủy ngân vào. Kẻ mua thì thiếu thủ
ơi, máu, máu nhiều quá bà ơi. Ông ơi, máu, ông ơi. Máu. Hiếu ơi, giờ cha mẹ mới sáng mắt ra, sống trên mồ hôi nước mắt của bao người, đưa là giết làm. Còn hai bàn tay trắng lại hoàng không. Sống càng nhục nhã, chết mới yên tâm. Bà mà chết, tôi sống càng đau khổ nhiều hơn. Bà ơi, chị bằng, chúng ta cùng chết nha bà. Ba má, ba má ơi, nếu ba má mượn cái chết để chối bỏ sầu đau khổ hằng, những sầu khổ kia càng sâu đậm khi bờ giác sông mê còn thấp thoáng mồ côi thuyền. Chân lý từ lâu soi sáng lối đi về, cha mẹ chết không thoát dòng nghiệp chướng, hãy quay về nguồn cội chân như pháp Phật từ bi cứu vớt đổ đời, đưa chúng sanh đến bờ giác ngộ. Duyên nghiệp từ đây không còn trong đau khổ, giải cõi trần ai đã khỏi kiếp luân hồi. Nam mô A Di Đà Phật. Giờ ba má hiểu được lý tưởng của con, dù nghèo khổ hay giàu sáng, ta cần giữ cái tâm cho phải đạo. Hiếu ơi, mẹ sung sướng thấy con thoát dòng khổ ai, vì chân lý trong lòng mẹ chẳng giữ được lâu. Bởi cam dỗ ngoài xã hội tạo nên con người không có lương tâm đạo đức, làm việc gì phải biết đến hậu quả. Con người sinh ra có lòng tham không đáy, lợi cho mình sống chết mặc ai. Ta nên giữ tâm hồn đừng xa ngã si mê, đó là thấy hạnh phúc không gì bằng. Giờ ba má ăn năn vẫn chưa phải muộn, nên tìm cho mình khoảng trống ở trong. Lời vàng ngốc con vừa trao gửi, ba má vui mừng như gặp thuốc hồi sinh. Muốn dứt nghiệp ta đừng tạo nghiệp, làm con người phải biết nghĩ. Hôm nay ba má xin quỳ chân Phật tổ, con đi theo người. Con giúp
ba má xuống tóc quy y để sám hối chuộc lại lỗi lầm. Nam mô A Di Đà Phật. Lòng thí chủ chưa dứt khổ, vào chùa thi phá quy y. Tu ích lợi gì, hãy để tâm hồn trong sáng an vui, mà sống hòa cùng đau khổ của thế gian. Tạo điều phước thiện mai sau, tu là tự thắp đuốc tuệ cho mình, xóa bao phiền não trong lòng, thanh tịnh chân chánh ở tâm hồn, đó mới gọi là chân tu. Cái thiện cái ác không xa mà lại không gần, đó là con đường làm mà lòng ta do dự. Cần phân biệt đâu chánh đâu tà, rồi định rõ hướng đi. Xin thí chủ đừng hoang mang lo sợ, chỉ sợ lòng người không phân biệt trắng đen. Phát Bồ Đề tâm hướng thiện quay đầu, chân thiện mỹ chính là con đường tu. Tâm đề quý và con xin.